tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt năm bị can để tạm giam gồm Dương Khải sinh năm 1994. Thạch Quý Lợi sinh năm 1986, Kim Sa Rương sinh năm 1987, Thạch Chóp sinh năm 2003 và Thạch Nha sinh năm 1997 về hành vi bắt giữ hoặc giam ngự trái pháp luật. Năm người này đã khống chế tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, sau đó đưa vào chánh điện khóa cửa không cho ra ngoài. Nhóm người này còn hành hung, gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân. Trước đó ngày 22 tháng 11 năm 2023, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng hai Phật tử đại diện người địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Chanh Đa Ra, ngụ huyện Tam Bình trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác hành hung gây thương tích và đưa vào chánh điện khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài. Tên này còn chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc tuyên truyền sai sự thật đến khoảng 16 giờ cùng ngày thông qua công tác tuyên truyền vận động những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản sự việc tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại chùa đài thọ liên quan đến vụ việc ngày 26 tháng 3 cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thạch chanh đà ra cùng kim kim ngụ huyện Tam Bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài ra, Công an huyện Tam Bình cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Ve Sanon, ngụ huyện Tam Bình về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ học sinh lớp 8 bị đánh chết não, Cách khu vực sân đình lệ mật nơi xảy ra sự việc không xa là ngôi nhà ba tầng của gia đình anh Tâm, người bố trong vụ việc. Người dân cho biết từ khi xảy ra vụ việc, căn nhà này gần như cửa đóng then cài. Công việc kinh doanh làm ăn của gia đình đã phải gác lại. Những người trong nhà trở nên sống khép kín, không giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Theo những người hàng xóm về gia đình thiếu niên Trương Văn Minh, con trai anh Tâm bị can đánh nam sinh NHD. Khoảng gần 10 năm trước, bố mẹ Minh đã ly dị. Mình sống cùng ông bà nội, bố và em trai kể từ đó tới nay. Vụ việc đã xảy ra hơn 10 ngày nay, nhưng tại đỉnh Lệ Mật và khu phố Lê Mật, phường Việt Hưng vẫn còn xôn xao, bàng hoàng. Bà Mờ, người dân sinh sống cạnh đình Lệ Mật cho biết, nhiều năm nay, sân đình là nơi để người già tập thể dục, trẻ nhỏ chơi thể thao vào cuối buổi buổi chiều. Thế nhưng, từ khi xảy ra vụ việc, nơi này ít người qua lại hẳn. Vài hôm trước, công an cũng đến thu những dụng cụ liên quan đến bóng rổ tại sân đình bà mờ nói chúng tôi sống ở đây nhưng ít người chứng kiến vụ việc lắm vì đa số đều đi tập thể dục chỉ khi thấy công an đến chúng tôi mới để ý một người hàng xóm gần nhà minh nói tôi nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bộc phát của các cháu ở tuổi mới lớn vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng thật đáng buồn đặc biệt sau vụ việc một số thông tin không hay về gia đình cháu mờ được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ thậm chí một số đối tượng đến tấn công ngôi nhà bằng chất bẩn gạch đá Ông Trần Như Tiến, tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng cho biết, trước kia anh Tâm làm nghề tự do, hơn 10 năm trở lại đây, anh ấy về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới, nhận chụp ảnh thuê cho mọi người. Tôi cho rằng, với nghề này, con người họ sống thuần tính lắm. Con trai của anh Tâm là cháu Minh cũng vậy, trước giờ không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh, chỉ có điều, cháu Minh sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Cũng theo tổ trưởng tổ dân phố tại đây, sau sự việc, có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào nhà của anh Tâm, phường đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi. Tôi mong mọi người nên bình tĩnh, không nên hành xử như vậy, vị tổ trưởng cho hay. Mới đây tại họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình kinh tế xã hội quý 1, Phó Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng thông tin về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương sọ não, xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường. Ông Tùng cho biết, sau khi xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Trương Văn Minh 16 tuổi ở phường Việt Hưng quận Long Biên về tội cố ý gây thương tích. Chúng tôi đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không, ông Tùng nói và cho biết mạng xã hội đã đưa những thông tin nghi vấn thất thiệt về người trực tiếp đánh nạn nhân đặc biệt thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết liên quan vụ án này trên mạng xuất hiện nhiều thông tin xấu độc đưa tin không chính xác chẳng hạn như đưa tin hai anh em Minh đánh cháu đê chứ không phải mình Minh đánh hay đưa tin bố đẻ hai cháu Minh và Ca đứng ngoài cổ vũ hai con đánh cháu đê thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đây là những thông tin xấu độc bởi vì cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh điều tra bắt người phải có căn cứ phải xem xét tổng thể xem có yếu tố đồng phạm hay không chứ không thể áp đặt chủ quan Hiện nay, công an thành phố Hà Nội đã giao các đơn vị chức năng để truy bằng được những kẻ tung tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để những thông tin xấu độc suy diễn này lan truyền. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trước đó, ngày 19 tháng 3 năm 2024, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên, về việc em Đê khi đang chơi tại sân bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định, khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 3, TVK cùng ông nội là Trương Văn V, 74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng, đến chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đê cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa D và K xảy ra mâu thuẫn, D đã dùng tay tát vào mặt K. Sau khi bị D đánh, K về nhà nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi bộ ra khu sân bát giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường. Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu, thì K kể lại sự việc bị bạn đánh. Sau đó ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình. Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về. Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của D đang chơi. Lúc này Minh hỏi thằng nào đánh em tao và ca dùng tay chỉ về phía D đang đứng. Thấy vậy Minh tiến lại phía D dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm một phát vào vùng má trái khiến D xoay một vòng ngã đập gáy xuống nền sân. Sau đó Minh tiếp tục túm cổ áo D và yêu cầu xin lỗi em trai mình đê ngồi dậy không nói gì sau đó bị choáng ngã ra đất về phần ông tâm trên đường lái xe về thấy minh đấm đê thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ đê và con trai mình thấy đê có biểu hiện choáng váng ông tâm nói với minh không được đánh nữa đồng thời nói đê lần sau nếu còn đánh em chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý minh không đánh đê nữa ông tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà sau đó do sốt ruột vì việc đê bị choáng nên ông tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác thấy đê có biểu hiện choáng tái mặt ông tâm đã cùng người dân đưa cháu vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị bệnh viện xác định đê bị chấn thương sọ não hôn mê tiên lượng tử vong cao sau nhiều ngày điều trị đến nay theo nguyện vọng gia đình em đê đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ gần quê nhà để chạy máy Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên tổ chức điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Công an thành phố Hà Nội đề nghị báo chí, người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến những lùm xùm xung quanh trường quốc tế Mỹ Việt Nam hay còn gọi là trường quốc tế AISVN, trong những ngày qua mới đây, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã có báo cáo gửi thủ tướng về tình hình hoạt động của trường. Đáng chú ý trong báo cáo này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường quốc tế AISVN. Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126 năm 2020 quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Theo báo cáo, trường quốc tế AISVN được thành lập trên cơ sở đề nghị của công ty cổ phần quốc tế Mỹ AIS do bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng quản trị đứng tên. Bà Út Em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh có con em đang theo học tại trường với các điều khoản. Vay vốn không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh theo học. Khi học sinh hoàn thành chương trình học, trường sẽ hoàn trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định. Sau nhiều lần bị phụ huynh phản ánh tố cáo việc trường không hoàn trả lại số tiền đã vay dù đến hạn, thời điểm bị tố cáo trường cho biết đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Sau đó không lâu, trường thông báo tới phụ huynh đóng thêm các khoản phí để duy trì hoạt động của trường. Bên cạnh nhiều phụ huynh đồng ý, có một số phụ huynh phản đối. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Tổ công tác liên ngành đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của công ty cổ phần quốc tế Mỹ AIS, trường quốc tế AISVN. Trong đó, đề xuất chuyển thanh tra thành phố xem xét hồ sơ, thanh tra tình hình hoạt động của đơn vị để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, theo ý kiến của công an thành phố, hợp đồng ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ việc. Ngoài ra, theo nhận định của tổ công tác liên ngành qua các buổi làm việc thì nhà đầu tư, công ty, nhà trường chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, chưa thực hiện đúng cam kết với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, trường quốc tế AISVN đang được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức. Việc pháp nhân sở hữu trường quốc tế AISVN không sở hữu quyền sử dụng đất gây khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư thực hiện tái cơ cấu cũng như xử lý nợ. Theo đánh giá của phụ huynh học sinh và cơ quan chuyên môn, trường quốc tế AISVN có mô hình và chương trình đào tạo tốt, đáp ứng nhu cầu học tập theo chuẩn tú tài quốc tế IB của học sinh thành phố và các tỉnh trong khu vực. Với chất lượng đào tạo như vậy, một số nhà đầu tư đã làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em đề xuất hỗ trợ kinh phí để trường tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, 2024. Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn nhận lại lợi ích bằng tỷ lệ cổ phần công ty và có quyền điều hành các hoạt động tài chính của trường. Trước những xôn xao dư luận xung quanh đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, AISVN Ngày 28 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo cho biết, đề xuất hỗ trợ tài chính là một dạng cho vay, sau đó chủ đầu tư trường vẫn phải trả lại tiền cho nhà nước. Nhà nước chỉ đứng ra bảo đảm để trường được vay tiền với điều kiện có tài sản bảo đảm. Bởi hiện nay, việc bảo đảm quyền lợi được học tập của học sinh tại trường AISVN là vấn đề quan trọng. Trước đó, Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về đề xuất phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường AISVN tuy nhiên đề xuất này đã khiến dư luận xôn xao theo văn bản của sở giáo dục đào tạo trong quá trình hoạt động trường aisvn do chủ tịch hội đồng trường đại diện pháp luật của nhà trường đứng tên ký đã thực hiện ký kết các hợp đồng với cha mẹ học sinh bằng việc cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường quyền lợi mà người ký cha mẹ học sinh nhận được là học sinh sẽ được học tập tại trường trong suốt thời gian dài nhiều năm học tập tại trường số tiền cha mẹ học sinh đã đóng cho nhà trường được hoàn lại không phải đóng học phí hoặc không hoàn lại học phí đã đóng trước cho toàn bộ thời gian học, tùy theo hợp đồng giao kết với nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, chế độ lương của giáo viên tại trường AISVN chưa được đảm bảo, trường chưa thanh toán lương cho giáo viên từ tháng 2 năm 2024 cho đến nay. Vì vậy, việc duy trì hoạt động của nhà trường đang bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của 1.213 học sinh. Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động của nhà trường để tìm phương án giải quyết phù hợp để duy trì hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, chưa có sự hợp tác của đơn vị. Vượt qua sự việc phần lớn giáo viên lãng công do không được trả lương trong thời gian dài dẫn đến trường ISVN cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Sở đã tổ chức buổi làm việc tiếp công dân là cha mẹ học sinh của trường ISVN liên quan đến các nội dung trên. Qua ý kiến đề xuất của đa số cha mẹ học sinh, đề nghị thành phố hỗ trợ duy trì hoạt động của trường đến hết năm học 2023-2024. Để đảm bảo duy trì tình hình an ninh trật tự ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh tại trường ISVN. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất phương án hỗ trợ tài chính ngắn hạn tùy theo tình hình thực tế có tài sản bảo đảm để chi trả lương cho giáo viên nhân viên và chi phí cố định khác để bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học tại trường ISVN đến hết năm học 2023-2024 tháng 6 năm 2024. Vụ việc nhiều khách hàng tố bị mất hàng chục tỷ đồng gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam có tên viết tắt là MSB, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp các khách hàng chứng minh được họ đã nộp tiền vào MSB thì lúc này khách hàng là người liên quan. Trong khi đó, cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút tiền của khách thì ngân hàng MSB là bị hại của người này. Cán bộ này phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng MSB và MSB có trách nhiệm trả lại số tiền đó cho khách hàng. Theo đó, ông Tuấn Anh cho rằng những khách hàng bị hại liên quan đến MSB vẫn có cơ hội lấy lại tiền. Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ MSB lừa ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách, gửi tại đây thì MSB với vai trò bị hại có quyền yêu cầu người này hoàn lại số tiền đã lừa đảo. Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm trả lại số tiền cho khách vì ngân hàng đã hạch toán số tiền mà khách hàng gửi vào tài khoản. Còn việc cán bộ vi phạm khi nào có tiền trả lại cho ngân hàng thì khách không cần quan tâm. Luật sư Tuấn Anh phân tích thêm, nếu trong trường hợp cơ quan an ninh điều tra xác định người bị mất tiền là bị hại của cán bộ ngân hàng thì cán bộ này phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho khách hàng. Do đó, xác định vai trò của bị hại hay người liên quan rất quan trọng trong việc ai là người trả lại tiền. Cùng quan điểm, một luật sư khác cho biết theo quy định tại điểm g khoản 2, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ. Điều 6, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thông tư số 15 ngày 28 tháng 12 năm 2020 quy định: Tổ chức cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng lừa đảo trên tài khoản của khách hàng do lỗi của mình. Các khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản thanh toán và được ngân hàng MSB cấp mã số tài khoản thanh toán sau mỗi lần gửi tiền vào tài khoản đều được các cán bộ lãnh đạo của ngân hàng này ký xác nhận thông tin, đóng dấu của ngân hàng. Từ đó có thể xác định giao dịch gửi và chuyển tiền vào tài khoản mở tại MSB của khách hàng là giao dịch tiền tệ giữa khách hàng với ngân hàng nên không phải là giao dịch cá nhân với cá nhân. Vì thế, nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm đó có liên quan tới MSB. Theo các luật sư, khách hàng của MSB có thể là bị hại của một vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án, ngân hàng hay khách hàng và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, vấn đề quan trọng nhất là các bị hại cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để thống kê thiệt hại. Sau khi hoàn tất thống kê, việc có lấy lại được tiền hay không và trong bao lâu phụ thuộc rất lớn vào thiện trí, năng lực tài chính của người gây ra thiệt hại. Ông phân tích, đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền, Đồng thời, người gây ra thiệt hại cũng có thiện chí thì việc hoàn trả, khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng. Trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn lại tiền. Nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả thì quá trình thi hành án lấy lại tiền rất khó khăn và mất thời gian. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Phó trưởng ban thường trực tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì họp báo. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin về việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB. Cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại tòa N04, chung cư số 390, Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, là giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng. Theo ông Tùng, căn cứ kết quả điều tra ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện nay công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu chúng tôi xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp. Hiện chưa có bị hại nào đến thông báo ngoài 8 bị hại trên. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB cho biết vượt qua một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan tỏa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh. Liên quan về vấn đề này, msb thông tin trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb msb đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ trong khi vụ việc một tài khoản tại ngân hàng MSB bị bốc hơi hơn 58 tỷ đồng chưa lắng xuống, thì lại tiếp tục xuất hiện thêm một trường hợp khách hàng phản ánh cũng vô cớ bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng. Cụ thể, bà VTKO, trú tại Hà Nội là trường hợp thứ hai phát hiện tài khoản hàng tỷ đồng đã bốc hơi, không còn lại một đồng nào. Bà cho hay, vào tháng 3 năm 2021, bà được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải MSB tư vấn, mời mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, tài khoản này được mở nhưng do ngân hàng MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại. Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo trước cho MSB một ngày. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản, số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng MSB. Một trong số những cá nhân đó là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh những người từng là giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài sản từ khi mở, thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản, thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà O yêu cầu thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin, tài khoản, số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng. Cả bà NTL, người bị mất số tiền hơn 58 tỷ đồng, và bà O đều cho biết sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu thực hiện. Sáng ngày 28 tháng 3, vị luật sư đại diện cho cả hai khách hàng trên đã cung cấp thông tin về việc tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB bị bốc hơi hàng chục tỷ đồng. Theo vị luật sư, sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng MSB, tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay vị luật sư thông tin qua buổi làm việc trao đổi với cán bộ ngân hàng chúng tôi đều mong sớm được trả lại tiền tuy nhiên sau khi làm việc và ký tên vào biên bản xong chúng tôi đề nghị phí ngân hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản làm việc nhưng bị từ chối ngay sau đó chúng tôi đã có một văn bản phản hồi gửi ông lê hùng cường giám đốc điều tra khu vực ông nguyễn văn huy chuyên viên cao cấp điều tra gian lận và bà Tăng Thị Thu Hương, Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ của MSB, để đề nghị phía ngân hàng cung cấp biên bản làm việc mà hai bên đã ký. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được biên bản này, do đó mọi nội dung đã trao đổi làm việc đều không có giá trị pháp lý. Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ kiểm tra vụ khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng tại ngân hàng MSB. Theo vị này, trường hợp MSB chưa có báo cáo bằng văn bản thì ngân hàng nhà nước sẽ yêu cầu báo cáo về vụ việc này. Như MSB thông tin trên báo chí rằng, vụ việc có yếu tố bất thường nếu có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan điều tra sẽ điều tra và khởi tố. Theo thông tin phản ánh trước đó, bà NTL sinh năm 1966 ở Hà Nội cho biết đã mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB từ năm 2021 và đã gửi vào tổng cộng 58 tỷ đồng, số tiền được gửi vào và rút ra nhiều lần trong suốt 2 năm qua. Mỗi lần gửi tiền vào tài khoản mở tại MSB, ngân hàng này đều gửi cho bà giấy xác nhận số dư tài khoản. Lần gần đây nhất là MSB chi nhánh Thanh Xuân gửi bà giấy xác nhận số dư tài khoản. Theo đó vào thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7 tháng 10 năm 2023, tổng tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Lân được mở tại MSB là 58,650 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà kiểm tra tài khoản thì thấy số tiền này đã bị bốc hơi, chỉ còn hơn 93.000 đồng. Trên bản sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà L yêu cầu thực hiện. Bà NTL bức xúc, tôi vô cùng bàng hoàng vì không thực hiện bất cứ một lệnh chuyển rút tiền nào hay ủy quyền cho ai rút tiền của tôi tại MSB. Vậy tại sao tiền trong tài khoản của tôi lại mất toàn bộ? Trong thông báo, từ phía ngân hàng MSB cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, MSB đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Trong một thông cáo của MSB có nêu, chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản trừ các thông tin không được cung cấp cho báo chí do đang trong quá trình điều tra căn cứ. Theo khoảng 3, điều 38 cung cấp thông tin cho báo chí mục 2, thông tin trên báo chí, luật báo chí năm 2016, chúng tôi sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện vụ việc được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, MSB cho biết đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu.